nặng với dung mạo của Thúy Vi khi lần đầu đi cắt quất, thế này bảo sao Màu Khắc Tiệp lại một mực từ chối. Lại thêm một lần nữa cô nàng khiến người khác há hốc khi xuất hiện trong diện mạo như thế này. Có tên trong top bảng xếp hạng bình chọn của The Face những ngày đầu khởi động đăng đơn ký dự thi, Thúy Vi khiến nhiều người không khỏi há hốc mồm khi liên tục xuất hiện trong những bộ ảnh mới gây chú ý. Nếu như 2016 là một năm nhiều scandal xảy ra với cô nàng, thì từ đầu năm 2017, Hot Girl Cà Mau dường như xác định rõ ràng hướng đi mới cho riêng mình trong việc tích cực làm mới hình ảnh trong công việc và cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở việc chăm chỉ làm mẫu ảnh, quảng cáo, mới đây nhất, cô gái này còn khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn catwalk với tư cách là một người mẫu. Được biết đây là sự kiện của một trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thúy Vi tham gia với tư cách là gương mặt đại diện, đồng thời là người mẫu trong một bộ sưu tập áo cưới của đơn vị này. Tuy nhiên trong lần xuất hiện này, Thúy Vi lại khiến nhiều người thất vọng vì vẻ ngoài khá già và kém sắc. Phong cách trang điểm có phần hơi thô đã vô tình khiến cô nàng già đi trông thấy và bớt tự nhiên, sinh động hơn so với những lần xuất hiện trước đây. Bên cạnh đó, những bộ váy cưới mà cô nàng mặc lên người cũng bị đánh giá là rườm rà, kém tinh tế và có phần hơi quê. Không những vậy, cô nàng còn gây thất vọng vì các biểu cảm hơi đơ, chưa thể hiện được thần thái của một người mẫu. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là cộng đồng mạng. Rất nhiều lời khen chê, góp ý đã được đưa ra, cho thấy phản ứng mạnh của dân cư mạng trước sự xuất hiện mới nhất của Thúy Vi. Lại nhớ thời điểm Thúy Vi mới nổi, cô nàng cũng từng gặp gỡ ông Màu Khắc Tiệp để mong muốn đầu quân vào công ty Venus và bị từ chối phủ phàng. Với những hình ảnh mới trên sàn catwalk này, nhiều người lại càng thêm hiểu lý do tại sao ông Màu Khắc Tiệp không ngần ngại từ chối tiếp nhận cô vào Venus. Tuy nhiên, nhiều người vẫn ghi nhận sự cố gắng của cô và mong chờ sự lột xác trong những lần tiếp theo của cô nàng. Ngọc Trinh tiếc nuối khi vòng eo 56 không còn, hay ám chỉ chưa quên được tình già 72. Đàn ông thường quên đi nỗi đau nhanh hơn họ tưởng, còn phụ nữ đa phần không tự vượt qua được nỗi đau của chính mình. Ngọc Trinh chia sẻ, sau khi vòng eo không còn được 56, và chuyện tình ồn ào với người tình tỷ phú. Sau chuyện tình với tỷ phú tan vỡ, Ngọc Trinh tiếc nuối khi vòng eo 56 không còn. Mới đây, trên trang Facebook của mình, Ngọc Trinh có đăng tải một clip có độ dài 20 giây kèm lời chú thích tiếc nuối khi đánh mất đi vòng eo 56 nổi tiếng một thời. Eo 56 ơi, trở lại với chị đi. Lời chia sẻ của nữ hoàng nội y sau đó thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Bởi trước đó không lâu, trong một đoạn livestream, Ngọc Trinh tiết lộ vòng eo 56 của mình đã không còn. Thay cho vòng eo 56, người tình một thời của tỷ phú 73 tuổi đang có vòng eo đầu 6 khó tin. Vòng eo hiện tại sáng nay là 59, tối ăn no là 61, cố gắng lấy lại vòng eo 56 mới được, Ngọc Trinh hài hước tự nhủ. Cách đây ít phút, người đẹp lại tiếp tục cập nhật dòng trạng thái như triết lý am hiểu về tâm lý đàn ông, đàn bà khi yêu. Ngọc Trinh chia sẻ rằng, đàn ông thường quên đi nỗi đau nhanh hơn họ tưởng, họ thậm chí có thể quên được cả khi tha thứ. Còn phụ nữ đa phần không tự vượt qua được nỗi đau của chính mình. Họ sống, họ cười, phải giấu đi những buồn bã vào tận đáy sâu tâm hồn, mãi cho đến khi có ai đó bước tới và kéo họ đi vào vùng ánh sáng mới. Điều này khiến không ít người phỏng đoán ra tâm trạng ẩn sau dòng chia sẻ Ngọc Trinh là vết thương của cô sau cuộc tình với tỷ phú gốc Việt. Dòng trạng thái như triết lý của Ngọc Trinh thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Chia sẻ với thần tượng, Facebook Trinh Sandy bày tỏ, đàn ông rất khó kiểm soát chị nhỉ, và khi không còn yêu ta lại không có quyền phải không ạ? Còn Facebook Tuyết Hoàng động viên, cố lên Ngọc Trinh, hạnh phúc ở phía cuối con đường. Rồi sẽ có người đàn ông mang lại niềm hạnh phúc thực sự dài lâu cho bạn. Kim Nhã BB & BG bất ngờ công khai chuyện chia tay chồng. Thông tin Kim Nhã BB & BG chia tay chồng đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Mới đây trên trang cá nhân, Kim Nhã đã công khai chia sẻ chuyện chia tay chồng là Minh Quân sau 4 năm gắn bó. Ngoài ra, Hot Girl còn thẳng thắn tiết lộ lý do khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ là do hai người không hiểu nhau. Không lâu sau khi đăng tải, dòng trạng thái của Kim Nhã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối với hạnh phúc một thời của cặp đôi.
Theo lời Kim Nhã viết trên trang cá nhân, cô cho biết mình và chồng đã giữ im lặng nhiều tháng nay để níu kéo cái gọi là duyên phận. Nhưng duyên phận không phải thứ muốn giữ níu kéo là được. Hot Girl bày tỏ sự tiếc nuối vì phải chia tay sau 4 năm chung sống, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm ngọt ngào ngày đầu gặp gỡ. Cô khẳng định chia tay là nỗi đau cho cả hai. Song dẫu hết tình, nhưng nghĩa chẳng bao giờ phai. Kim Nhã mong chồng cũ sẽ hạnh phúc với người đồng hành mới. Kết thúc dòng trạng thái, Kim Nhã lạc quan cho rằng đây không phải kết thúc mà là khởi đầu mới. Chia sẻ trên một trang báo điện tử, Kim Nhã chính thức xác nhận hai vợ chồng đã chính thức chia tay. Hot Girl cho hay, hiện tại sức khỏe mình không tốt, mình đã nói rõ ràng mọi chuyện và không muốn chia sẻ thêm. Cả hai có con đường riêng, mình sợ sẽ ảnh hưởng cuộc sống của anh ấy sau này. Kim Nhã cho biết đây là cuộc chia tay trong hòa bình và lý do dẫn đến tan vỡ là do hai người không hiểu và thông cảm được cho nhau, làm nảy sinh những bất hòa trong cuộc sống, chọn cách dừng lại giữa lưng chừng cuộc đời để cho nhau cơ hội tìm kiếm một nửa đích thực. Cặp đôi 9x một thời mong muốn cả hai đều sẽ được hạnh phúc, công việc tiến triển. Điều khiến Kim Nhã tiếc nuối nhất là khi bên chồng cũ chính là mong ước được đi khắp nơi, chưa thực hiện được vì Minh Quân quá bận rộn. Vũ Trừng Kim Nhã là nữ diễn viên, người mẫu nhận được nhiều sự yêu thích của giới trẻ. Cô là thành viên của nhóm hài đình đám BB&BG với lối diễn tự nhiên, phong cách đa dạng và tính tình tân tẩn. Kim Nhã và chồng Nguyễn Minh Quân từng là cặp đôi được giới trẻ Việt yêu mến. Cả hai sở hữu ngoại hình sáng cùng chuyện tình lãng mạn. Tháng 10, 2014, Kim Nhã và Minh Quân chính thức về chung một nhà nên duyên vợ chồng. Đôi yên ương thường xuyên đăng tải những bức hình, clip ngọt ngào trên trang cá nhân. Họ được nhiều bạn trẻ hâm mộ bởi câu chuyện tình đẹp. Năm 2016, Kim Nhã từng lọt vào ngôi nhà chung của cuộc thi Vietnam Next Top Model sau khi chiến thắng vòng thi online. Vợ chồng Trấn Thành, Harry Won tiết kiệm được bao nhiêu tiền một năm? Số tiền dành dụm được trong vòng một năm của cặp vợ chồng nổi tiếng là con số không hề nhỏ. Cách đây không lâu, Harry Won tiết lộ cô đã thắt chặt chi tiêu của Trấn Thành từ khi kết hôn, chỉ cho nam danh hài 2 triệu một ngày tiêu xài, thay vì 20-30 triệu một ngày như trước đây. Harry cho biết, cô muốn Trấn Thành học cách chi tiêu tiết kiệm thay vì phung phí như trước đây để lo cho cuộc sống của gia đình. Theo dự định của vợ chồng Trấn Thành, Harry, cả hai muốn mua nhà ở Mỹ và Hàn Quốc để tiện có nơi nghỉ dưỡng khi đi du lịch. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này thì phải tích góp từ bây giờ. Mặc dù trước khi kết hôn, cả Harry và Trấn Thành đều có tổng thu nhập một năm khá cao. Vậy khi đã về chung một nhà, với mức độ chi tiêu tiết kiệm như hiện tại, Trấn Thành, Harry sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi năm? Riêng Trấn Thành, anh đã được xếp vào danh sách những nghệ sĩ có doanh thu khủng của showbiz Việt từ năm 2012 đến nay. Năm 2012, Trấn Thành có mức thu nhập một năm gấp đôi cả đàn anh Xuân Bắc. Theo con số chính thức từ bảng rà soát, thuế thu nhập cá nhân thiếu năm 2012, Trấn Thành kiếm được 1.904.826.000 đồng cho các hoạt động trong làng giải trí. Cho đến nay, sau 5 năm, con số đó cũng tăng theo thời gian cùng với tần suất nhận show dày đặc của nam danh hài. Theo tiết lộ của một người tổ chức game show, mỗi lần lên sóng, Trấn Thành sẽ nhận được số tiền khoảng 30 triệu đồng. Tùy vào từng chương trình cụ thể, với con số này, đếm qua những show Trấn Thành đang góp mặt trên sóng truyền hình, cũng tính ra thu nhập của anh nhận được từ các chương trình rơi vào khoảng vài trăm triệu mỗi tháng. Ngoài ra, từng có một bầu show tiết lộ rằng, để mời Trấn Thành, anh đã phải đưa ra cái giá lên tới 6.000 đô la Mỹ, tương đương 120 triệu đồng. Bên cạnh vai trò làm giám khảo, diễn hài, làm MC truyền hình, đóng phim, Trấn Thành còn là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn, với mức thù lao rơi vào khoảng vài tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2012, Trấn Thành đã là một trong số những nghệ sĩ có mức thu nhập khủng. Cách đây không lâu, anh cũng được xếp vào danh sách những danh hài có giá cachet cao trong showbiz Việt. Còn Harry Won, trong một chia sẻ cách đây không lâu, nữ ca sĩ tiết lộ, sau cuộc đua kỳ thú, bắt đầu được nhiều người biết đến, tôi chạy show và chụp hình báo. Dù cachet không nhiều, khoảng vài triệu nhưng vẫn rất vui. Dần dần con số này tăng rất nhiều mà tôi không thể ngờ tới. Theo chia sẻ từ Harry Won, cachet của bộ phim đầu tay cô tham gia là 50 triệu đồng. Còn trong hợp đồng phim gần đây nhất, con số này tăng lên gấp 10 lần, đó là ở lĩnh vực điện ảnh. Còn ở lĩnh vực âm nhạc, sau khi sở hữu trong tay hàng loạt bản hit, Harry Won cũng nhận không ít show diễn với mức cachet từ 30 triệu lần trở lên.
Đối với các hợp đồng quảng cáo mà cô nhận được, con số này còn tăng cao hơn nữa. Từ thống kê trên, có thể tính qua số tiền mà vợ chồng Trấn Thành Harry Won thu về mỗi tháng là cả tỷ đồng. Bỏ qua những khoản chi tiêu mỗi tháng và số tiền cả hai phải đầu tư vào hoạt động nghệ thuật, cộng số tiền thuế mà cặp đôi phải trả mỗi năm, thì trong vòng một năm, vợ chồng Trấn Thành Harry Won cũng tiết kiệm được vài tỷ, có khi lên đến cả chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là dự đoán dựa trên những thông tin đã có sẵn. Còn con số thực sự thì bản thân Trấn Thành Harry Won mới là người rõ nhất. Trong những hoạt động nghệ thuật mà cặp đôi liên tục thực hiện để gửi đến khán giả thời gian gần đây, cũng giúp họ chiếm được tình cảm của người hâm mộ nhiều hơn nữa và mới là yếu tố tiên quyết để khán giả dành sự quan tâm đến cặp vợ chồng nổi tiếng showbiz Việt này.